Cả nhà ha, thì hôm nay chị Phương Lê đến đây để livestream bán hàng cùng với chị Nhật Vân ở nhà, giới thiệu một sản phẩm mới là bán yến ở nhà. Tại là chị Phương Lê cũng như Nhật Vân đang trực tiếp trên trang cá nhân của mình nha. Thì mình đến cập nhật một số thông tin gửi đến cả nhà, thông tin như vậy ha. Thì chị Ni cũng đang trên đường đến đó. Hôm nay cũng có thêm Bi nè, Bi Thế Tử nè, chị Phương Lê nè, rồi có Xtam Vlog này cũng đến đây để hỗ trợ chị Hồng Loan trong buôn bán online cả nhà. Tất cả đều đang trên đó để chuẩn bị cho buổi livestream bán hàng. Còn chị Ni thì đang trên đường đến nhà Hồng Loan. Yến là sản phẩm bán rất là khó ở cả nhà, không đơn giản mà chúng ta bán bình thường được đó. Tại vì nó là sản phẩm vừa đắt tiền và vừa liên quan và đến sức khỏe nữa, thì cái người bán họ phải gần sản phẩm nó mới bán được, chứ không phải là muốn bán người ta bán đâu. Thì hôm nay chị Phương Lê đến là hợp lý nhất. Cái công dụng thì ghi rõ trên bao bì nhãn mác đó, nhưng mà thực chất á, thực tế thế nào thì còn phải cái người có kinh nghiệm sản phẩm nữa, họ sẽ chia sẻ cho chúng ta biết đó, thì chúng ta sẽ an tâm và sử dụng. Thì chính hiện tại thì chị Hồng Loan chị bán yến yến xào ở nhà, nhưng là yến đã đóng sẵn hộp 23% á, rồi yến 100% nữa ha. Thì giá thế nào thì chúng ta sẽ tham khảo ở trên trang nhanh của chị Hồng Loan để biết thêm giá. Thì lần trước thì chị Loan với chị Ni cũng có trực tiếp để bán yến ha. Thì mình nhận thấy là lúc nãy mình quay trong nhà, mình thấy là trong nhà thì hiện tại là có rất là nhiều gian hàng về yến, rồi gian hàng về đồ ăn vặt cả nhà, nên mình thấy cái cách thiết kế của trong các bộ hàng cũng rất là chuyên nghiệp nha, nên chúng ta có thể là yên tâm sử dụng và yên tâm về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xứ rõ ràng. Và trên một cái sản phẩm mà mình mới vừa dùng thử được chị Lê tặng đó, thì mình thấy cũng rất là tuyệt vời nha. Thấy có đông trùng hạ thảo nè, rồi yến thì đó cũng chắc 33% đó. Thì trên cái hộp thì nó có một cái gói bảo hiểm là bồi thường 10 tỏi, nếu mà sản phẩm có lỗi hay sản phẩm có được đến người tiêu dùng thì sẽ được bảo hiểm 10 tỏi. Đó là cam kết của bên nhà sản xuất ngay cả nhà. Thì yến này là yến của miền Tây, nó miền Tây thì địa phương là dùng đất An Giang, dùng núi núi, nên cả nhà yên tâm về chất lượng môi trường sinh sống của yến nha. Ví dụ như cái môi trường sinh sống của yến sẽ tác động ảnh hưởng đến chất lượng của yến nữa. Thì yến thì nuôi thì sẽ bay đi tìm mồi, rồi buổi chiều là gì đó nó sẽ bay về tổ để nhả cái chất nước bọt trong con yến, thì nó vẹt lại làm tổ ha. Một số trên đó thì nó sẽ sinh trưởng rồi đẻ con. Nó khi mà thu hoạch thì chúng ta cũng hạn chế đụng tới loại yến mà đang có đẻ trứng hoặc là yến con non để duy trì cái nòi giống và duy trì cái sự sinh trưởng của yến nữa nha. Tại vì mình cũng có biết sơ về thông tin yến đó, mình cũng mới cập nhật cho cái nhà về vấn đề đó. Thì thông tin về yến hay là về cái sản phẩm yến như thế nào đó trên trên website, là tất cả thông tin thì rất rõ ràng rồi, công dụng thế nào, cách dùng thế ra sao thì nó đều có rõ ràng trên Google, cả nhà cứ cứ lên sờ thông tin là hiểu hết nha. Nếu mà chị Hồng Loan bán thêm là yến tinh, yến khô đó, tại vì một số khách hàng thì người ta không phải là dùng yến hộp không, mà ta có thể dùng yến tự tay họ chưng cắt cả nhà, nghĩa là yến tinh. Yến tinh thì đã nhặt lông rồi, còn yến khô thì chưa nhặt lông, thì có thể là họ về họ tự nhặt hoặc là mình sẽ nhặt cho họ nó, rồi họ về họ tự chưng cắt theo cái khẩu vị của họ và theo cái yêu thích của họ. Có thể là thêm vô dụng như đông trùng hạ thảo, hay là thêm vô táo, hay là thêm vô cái hạt chia để cho cái hương vị nó được hấp dẫn hơn, rồi đường phèn nữa nha, theo cái độ ngọt của mỗi người nữa nha. Còn mình bán yến hộp thì có thể là có sự lựa chọn thôi, nhưng mà mình bán yến khô, yến tinh thì người ta sẽ lựa chọn được nhiều hơn như thế nha. Đó là một tin mình biết về yến như là như vậy.
Dạ rồi, em xin chào cả nhà, chào mọi nhà tại những video tiếp theo nha. Cả nhà có góp ý thông tin gì về sản phẩm hay là góp ý gì về video thì cả nhà nhớ có bình luận cho em nhé, hoặc là cho em một like, chia sẻ và đăng ký em không được tạo ra nhiều video mới cho cả nhà nha. Xin chào. Tối hôm qua thì mình cũng có xem một số đoạn cái video clip của Master Quốc Thanh và Master Quốc Thanh là một người rất là thân thiết với nghệ sĩ Bưu Linh và biết rất rõ về Hồng Loan ha, và không chỉ về cái thân phận thật của Hồng Loan là Master Quốc Thanh là người bế Hồng Loan từ bệnh viện Từ Vũ về ha. Ngoài ra thì Master Quốc Thanh cũng đã có những cái chia sẻ về cái tiền phúng điếu. Lần đầu mới công khai sự thật nha quý vị. Ngoài ra cũng có một cái chi tiết mà hôm qua mình có xem, đó là ca sĩ Lâm Hùng có gọi cho Mã Tư Quốc Thanh và muốn chuyển tiền phung điếu ủng hộ 50 triệu cho đám tang của cậu Năm, và Mã Tư nói là hãy chuyển qua cho má và sau đó má sẽ chuyển cho cô Sáu, để tại vì rõ ràng là cô Sáu và chú Bảy thì Mã Tư là quá hiểu cái tính cách của họ rồi, nên cũng muốn ca sĩ Lâm Hùng chuyển qua má Tư thì má làm cái bằng chứng, lỡ sau này đôi khi họ nhận họ lại chối bỏ nó là không nhận được cái tiền phúc điếu. Ngoài ra đó là một cái trường hợp trong rất nhiều các cái trường hợp khán giả gửi những cái tiền điếu, các cô chú nghệ sĩ gửi tiền phúng điếu đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh quý vị ha. Mình nó có quán bún bò của Vô Lành cũng sẽ khai trương. Buổi sáng hôm nay mình cũng có xem một số đoạn video clip, cô cháu gái là mặc một bộ đồ rất là giản dị đứng phụ bán bún bò với Vô Lành. Thì cô cháu gái cũng có những cái dòng chia sẻ trên trang Facebook là kêu gọi khán giả tới ủng hộ quán bún bò. Có một cái đơn hàng khủng đầu tiên được ủng hộ, đó là cô Thông Tiên từ Mỹ ủng hộ 100 con bún bò và đã chuyển khoản sẵn cho cô Lành rồi. Đó. Bữa nay là cô Sáu cũng như là cô cháu gái cũng đã chuyển nhà về sát cho chị Loan để ở cũng như là buôn bán, thì rất nhiều khán giả cũng có những cái lời khuyên với chị Hồng Loan cần phải đề phòng cẩn thận, họ có ý đồ chơi xấu thì rất là nguy hiểm ha. Đó chị cũng khuyên dòng loa là trong trong cái công việc buôn bán cũng như là mỗi khi mà có khách tới thắp nhang cho cầu Năm cần phải đề phòng nha. Cái hàng mới được chuyển đi đó cả nhà. Có thì trưa hôm nay chị Phương Lê tới thăm Hồng Loan và nghe nói là cũng có hẹn chị Ni đó nha. Chị Phương Lê nói là chị Ni đợt này chăm chút trang điểm rất là kỹ ha, đặc biệt 2-3 tiếng rồi mới tới được. Đấy, cũng có hỏi vui chị Phương Lê đó là hôm nay ba xoài là bận đi công tác ha, nên không ghé qua thăm em Hồng Loan được. Chị Phương Lê đang ở bên trong, chắc cũng giới thiệu các cái mặt hàng của chị Hồng Loan để cho vị khán giả biết đến và ủng hộ cho chị Loan ha. Ngày hôm nay thấy cả hàng nghìn đơn hàng đã được chuẩn bị ủng hộ chị Loan. Xe bưu điện cũng mới chuyển rất nhiều đơn hàng đây quý vị ha. Đây,